Phú ông bụng chữa. Tiết xuân sang, gió mát rộn ràng, thoảng trồng nắng, hương hoa miên man. Thưa lão gia, kinh thành vừa phái người đến báo, hoàng thượng cho mời ngài 3 ngày tới vào cung thưởng trà và ngâm thơ cùng người ạ. À? 3 ngày tới à? Gấp vậy sao? Mà ta vừa gặp hoàng thượng tuần trước, sao không thấy hoàng thượng nhắc tới việc này nhỉ? Chắc hoàng thượng mê thơ của ngài quá, nên mới gặp đã muốn gặp tiếp rồi. Ai bảo ngài là nhà thơ Dương Triều nổi tiếng nhất cả xứ Bắc này làm chi? Hey, lệnh vua đã ban thì ta đành phải nghe theo thôi. Ông mau sắp xếp để lát nữa ta lên đường luôn. Sao vội thế ạ? À? Từ đây lên kinh thành cũng chỉ đi hết 1 ngày đường. Ngài cứ thư thư rồi mai khởi hành cũng được mà. À, ta muốn nhân tiện đi Ngao Du một chuyến để ngắm cảnh thiên nhiên thôi. Ông hãy cứ làm theo lời ta dặn đi. Vâng, thưa lão gia. Dương quản gia, đến đầu làng, ông hãy dừng xe lại. Ta muốn đi bộ một vòng quanh làng này. Vậy để tôi đi cùng lão gia. Không cần đâu, ông thích đi đâu thì cứ đi đi. Chúng ta cứ hẹn nhau trước khi mặt trời mọc thì gặp nhau tại cây đa đầu làng. Vâng, thưa lão gia. Chà, không khí nơi đây thật là trong lành quá. Nếu như có thể ở lại đây vài ngày, chắc chắn mình sẽ rất có hứng để sáng tác thi ca. Ai mua quạt đây? Ồ, bán quạt sao? Thử lại đó xem sao mới được. Ai mua quạt không? Quạt thủ công nhà làm, vừa mát vừa rẻ đây. Bà ơi, bà bán quạt sao? Vâng, mời anh chọn quạt. Quạt này là con trai tôi làm đấy. Anh mua đi, rẻ và mát lắm. Là con trai của bà làm sao? Sao anh ấy không đi bán mà để bà phải bán thế này? Nó còn phải làm việc khác nặng nhọc hơn. Việc bán quạt này có phải khổ sở gì đâu. Nhà tôi khó khăn lắm, nên hai mẹ con đều phải chăm chỉ làm việc mới đủ ăn được. Đúng là rất mát, xòe ra rất nhẹ tay. Bà bán cho tôi một chiếc nhé. Bao nhiêu tiền thế? Dạ, cảm ơn ông. Chỉ 1 đồng thôi ạ. Quạt vừa rẻ vừa đẹp như thế này, chắc bà bán đắt hàng lắm hả? Nói lại buồn. Bình thường ngày nào tôi cũng bán được 5-7 cái, cũng đủ tiền cơm nước. Nhưng hôm nay ngồi từ sáng đến giờ mới bán được cái đầu tiên cho anh. Nghe nói trong làng có hàng quạt mới, họ làm công nghệ mới nên mẫu mã đẹp và thu hút khách nhiều lắm. Bảo sao quạt của tôi ế ẩm. Thế này chắc mẹ con tôi hôm nay phải ăn cháo trừ bữa mất. À, mà tôi từ xa tới đây còn mỗi 1 đồng thì mua quạt cho bà rồi. Bà có gì ăn không? Cho tôi xin một chút, tôi đói quá, sáng giờ tôi chưa ăn gì cả. Ôi, thế ra tiền ăn của anh dành để mua quạt cho tôi hết rồi à? Thật ngại quá. Thôi, tôi không lấy tiền của anh đâu. Tôi tặng anh chiếc quạt đó đó. Được, còn anh, trong người không có tiền thì biết ăn gì? Mà không ăn sao có sức đi tiếp? Đây, cơm canh đạm bạc thôi, nhưng cũng ngon đáo để đấy. Ăn đi. Bà tốt quá, cảm ơn bà nhé. Có gì đâu mà ơn với huệ. Anh ăn xong thì cứ để túi đó cho tôi. Tôi chợp mắt một lát đây, ngồi cả ngày nay đau lưng quá. Vâng, bà nghỉ đi. Bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà.
Thôi chết, định chợp mắt một tí thôi mà ngủ quên mất. Anh vẫn chưa đi sao? Tôi sợ trong lúc bà ngủ sẽ không ai trông hàng nên nán lại một chút. Giờ bà tỉnh rồi thì tôi yên tâm đi rồi. Ôi trời, thế là anh ở đây nãy giờ để trông hàng cho tôi sao? Thật ngại quá. Ôi trời ơi, quạt của tôi sao lại thế này? Là ai đã làm chuyện này? Là tôi đó. Trời, là anh ư? Sao lại làm thế hả? Tôi có thù oan gì với anh mà lại vẽ bậy hết lên quạt của tôi thế này? Giờ trông cái nào cái nấy lem luôn, tôi còn bán được cho ai chứ? Bà không biết chữ ư? Đây là... Từ bé tới giờ tôi có được học hành gì đâu mà biết chữ. Mà tôi không cần biết đó là chữ gì. Anh vẽ bậy lên quạt của tôi thế này, tôi biết bán cho ai chứ? Trời ơi là trời. Ê, tôi làm vậy để giúp bà đó. Giúp tôi ư? Bà chờ xem, chỉ một lát nữa thôi là mọi người sẽ tranh nhau đến mua quạt của bà. Hả? Thật thế ư? Anh không lừa tôi đấy chứ? Bà yên tâm, nếu không ai mua quạt của bà, tôi sẽ mua hết. Mọi người ơi, ở đây có bán quạt, trên quạt có bút tích của nhà thơ Dương Triều, mau lại đây mua đi. Anh ta nói gì vậy? Nhà thơ Vương Triều là ai chứ? Rõ ràng những chữ đó là anh ta viết lên mà. Lẽ nào... Kìa, đằng kia nói có bán quạt có bút tích của nhà thơ Dương Triều, không biết có thật không? Mau lại xem đi. Ồ, nếu đúng như vậy thì thật tuyệt quá. Nhà thơ Dương Triều rất nổi tiếng, đến hoàng thượng còn nể trọng tài thi ca của ông ta. Có được bài thơ cho đích thân ông ấy viết thì còn gì bằng nữa. Ui, thơ của Vương Triều à? Tôi ngưỡng mộ ông ấy lâu lắm rồi, nằm mơ cũng chẳng nghĩ sẽ được cầm tận tay bút tích của ông ấy đấy. Ai ơi có ghé hàng quạt chơi, quạt này mang gió mát thảnh thơi, quạt này đậm hơi ấm tình người, mát ngoài trong ấm chớ buông lơi. Hay, hay quá. Nhưng liệu có đúng là bút tích của nhà thơ Dương Triều thật không? Tôi đã từng nhìn thấy bút tích của ngài ấy trong một cuốn sách, rất giống nha, nhưng để khẳng định thì hơi khó. Phải đấy, tại sao bà lão nghèo này lại có được bút tích quý giá ấy chứ? Đây là tập thơ của nhà thơ Dương Triều. Nếu các anh không tin, có thể mở ra để so sánh xem có đúng là bút tích của ngài ấy thật không. Đúng rồi, nét chữ y hệt nhau, đúng là của nhà thơ Dương Triều rồi. Tôi đảm bảo không ở đâu các anh có thể mua được chiếc quạt quý giá như thế này với giá 5 đồng đâu. Có thơ Dương Triều treo trong nhà, khác gì báu vật đâu cơ chứ. Ồ, chỉ có 5 đồng thôi sao? Vậy tôi mua 2 cái nha. Tôi cũng mua 2 cái. Chuyện này là sao? Anh chính là nhà thơ. Kìa, bà mau bán hàng đi, kẻo đông quá không kịp tiếp khách bây giờ. Cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi muốn mua quạt của nhà thơ Vương Triều. Tôi cũng muốn mua. Tôi mua nữa. Viên xương khớp Sobi với thành phần glucosamine, chondroitin, MSM và collagen giúp giảm thoái hóa khớp, tạm biệt những cơn đau. Sobi nhập khẩu bởi Sâm Phạc Ma. Người chiến thắng thật sự. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật tại Olympic Rio 2016 được tổ chức tại Brazil. Mẹ, con cũng muốn mặc bộ váy công chúa xinh đẹp và đi chơi vòng quanh ngựa gỗ. Con quên mất con đã hứa gì với mẹ rồi sao? Mẹ ơi, bà kể rằng ngày xưa mẹ cũng là một vận động viên điền kinh phải không mẹ? Ngày ấy mẹ đạt được rất nhiều giải thưởng. Nhưng năm 18 tuổi mẹ bị chấn thương
Sau đó mẹ không còn chạy được như trước nữa. Chấn thương luôn là nỗi ám ảnh của tất cả mọi vận động viên mà con, Selina ạ. Nếu không cẩn thận, sự nghiệp sẽ xem như dừng lại đó. Nhất định sau này lớn lên, con sẽ hoàn thành ước mơ của mẹ. Con xin lỗi mẹ, con hứa sẽ cố gắng tập luyện để có thể giành huy chương vàng Olympic. Selina, cuộc đời của mẹ đã vĩnh viễn không thể chạm tay tới tấm huy chương vàng danh giá đó, nên mẹ đã đặt hết hy vọng vào con. Em có để ý hai cô gái vừa đi qua đây không? Đặc biệt là cô ấy, Sang, một vận động viên nổi tiếng của đội tuyển điền kinh Mỹ. Có thể cô ta sẽ là đối thủ lớn nhất của em đấy. Còn kia là Ellie, cô ta cũng là một đối thủ đáng gờm. Chào bạn, mình có thể ngồi đây được không? Thầy xin lỗi. Hẹn bạn khi khác nói chuyện thêm nha. Cô ta đã lén bỏ thuốc lạ vào cốc nước của em đấy. Em nhìn đi nước xem. Trời ơi, cô ấy làm như vậy để làm gì? Em loại bớt một đối thủ chứ sao nữa. Đó có thể là một viên thuốc không nguy hiểm, nhưng chứa chất cấm, để em không thể vượt qua được bài kiểm tra chất cấm trong máu. Thật đáng sợ mà. Chào mừng mọi người đến với cuộc thi chung kết nội dung chạy 5.000m nữ của kỳ Thế vận hội Olympic Rio 2016. Chào bạn, cô ta có ý đồ gì đây? Chắc lại định giở trò như cô bé Ellie hôm trước đây mà. Nếu có chuyện gì thì chúng ta có thể nói sau cuộc thi nha. Chúc may mắn. Có thể chiến thắng bằng tài năng mà không phải chiêu trò. Hai vận động viên thuộc top đầu đã xảy ra tai nạn. Gánh lên, mình không thể bỏ cuộc được. Chị có sao không? Cô sao cô không chạy ngay đi? Cô đang lãng phí thời gian của mình đó. Chúng ta cùng bị ngã mà. Cảm ơn cô nha. Mình vẫn còn cơ hội. Nhắn lên nào, Selina. Chạy nhanh lên nữa nào. Vẫn còn thời gian. Cơ hội vẫn ở phía trước. Cố lên, Selina. Sam, em bị thương rồi. Hãy dừng lại đi. Cô ấy bị thương rồi á? Đừng để ý đến Sam nữa. Cô ta là đối thủ của mình cơ mà. Chấn thương luôn là nỗi ám ảnh của tất cả mọi vận động viên mà con, Selina ạ. Nếu không cẩn thận, sự nghiệp sẽ xem như dừng lại đó. Selina, chạy đi, chạy ngay đi chứ. Selina, em đang làm cái gì vậy? Chân của cô bị thương rồi, cô nên dừng lại đi. Kẻo gặp phải chấn thương sẽ rất nguy hiểm đó. Nè, vết thương của cô không có nhẹ đâu. Cô còn quá trẻ, còn nhiều cơ hội ở phía trước. Đừng cố gắng quá mà. Chỉ vì một vết thương mà sau này cô bỏ dở tất cả các ước mơ thì cả tôi và cô sẽ đều phải hối hận đấy. Thật không thể tin được, trong cuộc thi vòng loại đầy khốc liệt, vận động viên Selina quân đoàn New Zealand, ứng cử viên sáng giá cho chiếc huy chương vàng năm nay, lại quyết định quay lại giúp đỡ vận động viên Sam quân đoàn thể thao Mỹ đang bị chấn thương sau cú va chạm với mình. Selina, tôi có thứ này, vừa nãy định đưa cho cô trước cuộc thi. Cô đã quên nó trong phòng để đồ, và tôi nghĩ nó rất quan trọng với cô. Đây là sợi dây chuyền mẹ tôi tặng tôi. Cảm ơn nhiều lắm. Em xin lỗi vì đã không đạt được kỳ vọng của mọi người. Không sao, thầy và tất cả mọi người đều rất tự hào về em. Selina, mẹ vừa dõi theo phần thi chạy của con đó. Mẹ à,
Con xin lỗi nha mẹ, con đã thua và đã bị loại rồi. Mẹ rất tự hào về con ngày hôm nay đó. Đó mới thật sự là thể thao con yêu ạ. Ủy ban Olympic đã quyết định xem xét và quyết định trao tặng huy chương danh dự Pierre de Coubertin cho hai vận động viên Selena của đoàn thể thao New Zealand và Sam của đoàn thể thao Mỹ vì tinh thần thể thao chân chính của họ. Để mọi người luôn nhớ rằng Olympic không chỉ là những cuộc thi thể thao, mà Olympic ngay từ lúc ra đời đã là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, hòa bình của toàn nhân loại. Tất cả y như một câu chuyện cổ tích với kết thúc có hậu, thầy ơi. Viên xương khớp Serbi với thành phần glucosamine, chondroitin, MSM và collagen giúp giảm thoái hóa khớp, tạm biệt những cơn đau. Serbi nhập khẩu bởi Sâm Phật Ma. Ngôi mộ cầu tuyết. À, ba đã về. Ba có mua đồ trang trí cây thông Noel không ba? Tội nghiệp, con gái ba phải đợi lâu rồi. Emily, cô đã mua dây kim tuyến và những ngôi sao lấp lánh rồi nè. Ừ, cô Camilla lại tới đây làm gì hả ba? Emily, cô Camilla sẽ đón kỳ nghỉ Giáng sinh tại nhà mình đấy. Dây mùi thơm quá, Camilla. Emily chắc sẽ rất thích và ăn hết sạch. Mình ghét cô ấy, giờ ba chỉ thương cô ấy thôi, chẳng thương mình nữa. Mẹ ở trên trời, thế nào cũng giận ba cho mà xem. Emily à, sao con không ăn gì vậy? Miếng sườn này ngon lắm đấy. Chẳng ngon gì cả, cháu chỉ thích ăn sườn mẹ cháu nấu thôi à. Con hổn rồi đấy Emily. Trời ơi con bé này, tính tình con bé vẫn bướng bỉnh thế. Em đừng nghĩ nhiều nha. Em đã cố gắng hết sức rồi, không hiểu sao bao lâu thời gian như vậy nữa Emily vẫn chưa chấp nhận sự có mặt của em. Nó chỉ là một đứa trẻ thôi, vẫn đang nhớ mẹ rất nhiều. Chỉ cần em kiên nhẫn hơn chút nữa, dần dần con bé sẽ thân thiết với em. Vâng, em hiểu mà. Mà anh ơi, đài báo ngày mai có tuyết rơi nhiều đấy. Emily à, con ngủ chưa? Cô không được phép động vào quả cầu này. Đó là quả cầu của mẹ cháu mà. Ờ, cô không biết. Cô xin lỗi. Có chuyện gì vậy Emily? Camilla, em ở trong đó hả? Hai cô cháu sao vậy? Ba ơi, quả cầu của mẹ vỡ rồi. Ông già Noel tí hơn chết rồi. Ờ, sao thế con gái của ba? Cô Camilla vào đây cầm quả cầu, con không cho. Cô bảo đó là quả cầu của mẹ nên cô ấy tức giận đánh rơi nó. Phù thủy độc ác, cô ấy không thích mẹ, không thích con. Đừng cho cô ấy ở nhà mình nữa. Chuyện này là sao Camilla? Em nói đi, sao con bé lại hoảng sợ như vậy chứ? Em đâu có làm gì đâu. Em chỉ chạm vào một chút thôi mà. Rồi nó. Em có biết quả cầu này là món quà Giáng sinh cuối cùng mà mẹ Emily tặng cho con bé trước khi qua đời không? Con bé yêu quý món quà này còn hơn cả bản thân nó. Nó mất mẹ từ nhỏ, tâm hồn bị tổn thương. Em không thể kiên nhẫn và yêu thương nó hơn được hay sao? Edward à, em biết anh khó mà tin được. Nhưng lẽ nào anh nghĩ em là người nhỏ mọn như vậy? Em không hề làm gì cả. Thôi, dù thế nào thì quả cầu cũng vỡ rồi. Anh nhức đầu quá. Em về phòng đi, để anh ở đây với con thôi. Emily, giờ con trèo lên giường ngồi yên. Đừng dẫm vào mảnh vỡ sẽ chảy máu đấy. Giờ anh như vậy, em cũng chẳng nói gì được thêm nữa. Em thật sự sai lầm khi tới đây cùng với anh. Bao hiện không có mặt, xin quý khách để lại lời nhắn. Cô ấy đi đâu cả ngày hôm nay mà không gọi được nhỉ? Bão tuyết nguy hiểm thế kia. Chắc cô ấy giận con nên đã bỏ đi khỏi đây rồi. Alo, tôi là Edward Colin đây. Anh tới viện Charlotte ngay nha, cô Camilla gặp tai nạn rồi. Tuyết rơi dày khuất tầm nhìn như vậy mà em còn lái xe xuống tận trung tâm thành phố làm gì? May mà không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là va chạm nhỏ thôi, em không sao đâu.
bé Emily có đi cùng với anh không? Con đang ở bên ngoài, thập thò mãi không dám vào, để anh gọi vào. À, ông già Noel tí hon của con. Sao con lại có được? Con đã thấy ngôi mộ tuyết của con hả? Ông già Noel tí hon không có bỏ con lên thiên đường đâu, Emily. Tình yêu của mẹ con vẫn còn ở đây, trong bình thủy tinh này, và cả trong trái tim của con nữa. Quà Giáng sinh của bé Emily đây. Emily à, mỗi lần nhớ mẹ, con chỉ cần nhìn vào quả cầu này, ông già Noel sẽ mang mẹ tới với con nha. Camilla, hóa ra đây là lý do em lao ra khỏi nhà vào lúc bão tuyết dữ dội như vậy sao? Em nhận ra mình chưa tặng quà Giáng sinh cho Emily thôi mà. Kiếm nửa ngày không có cửa hàng nào chịu làm lại, em mới nhớ tới một xưởng thủ công ở dưới chân núi. Em chọn mãi mới được một bình thủy tinh tròn để tự gắn thành quả cầu này. Ông già Noel tí hon nằm dưới tuyết sẽ lạnh lắm, đúng không Emily? Con xin lỗi cô Camilla. Thật ra con chính là... Đây là bí mật của hai cô cháu mình nha, Emily. Nè, hai cô cháu giấu anh chuyện gì đó? Mai là Giáng sinh rồi, mà tại em lại như vậy. Ba ơi, mình đón Giáng sinh cùng cô Camilla ở trong đây cũng được mà. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.